không va chạm với ai hết á. Thì tự nhiên mình thi đấu xong rồi quay lại nghỉ thì nó bị bảo là bị đứt dây chằng cổ chân, từ ở sông Lam cũng bị, nhưng mà nghĩ nó bình thường ấy, nhưng mà sau rồi mình tập nặng quá thì nó bị tái phát. Đi sinh thì họ khuyên, họ cũng bảo là tốt nhất thì cứ tập vật lý trị liệu đã. Còn cách cuối cùng phải phẫu thuật thì là cái cuối cùng là để phẫu thuật thôi, còn bình thường thì không nên trở lại với đội bóng để ra đá với trận Hà Nội ấy. Thì không may thì chấn thương nó xảy ra, chấn thương cái trong cái lòng của cổ chân, 2 tuần đến 3 tuần là nó ổn. Sân cứ vào sân là phải 100% thể lực với 100% phong độ. Ở bên Sơn thi đấu luôn luôn là một cái tinh thần tốt nhất có thể thì Sơn sẽ bao thi đấu, con mà giống như chấn thương chưa lành lành trở lại thì Sơn nghĩ Sơn không nên trở lại, bởi vì như thế cũng ảnh hưởng đến đội bóng, ảnh hưởng đến Sơn. Sơn cũng đang nỗ lực để tập luyện trở lại đấy, để cố gắng trở lại được vòng 9, vòng 10 ở V-League thì Sơn sẽ trở lại. Thấy đồng đội thi đấu cũng rất nhớ V-League, gần nửa năm rồi không được thi đấu thì cảm giác rất buồn. Và nhiều lúc cũng thấy đồng đội tập luyện rồi thi đấu cũng thấy tủi thân, nhưng mà cũng phải cố gắng vượt qua cái giai đoạn này để trở lại làm sao giúp đội bóng tốt lên. Còn đội bóng thì thi đấu những trận đấu vừa qua phải nói là quá tốt.